Có một cảm giác rất rõ ràng là sau chuỗi ngày bị giới truyền thông liên tục ném đá vì phong cách chơi bóng quá ích kỷ, chỉ thích sút mà không chịu truyền cho đồng đội ở vị trí tốt hơn, Rashford trước Galatasaray đã chọn cách làm ngược lại, cố gắng kiến tạo cho đồng đội nhiều hơn, thay vì dứt điểm bất chấp. Đó có là một tình huống cực kỳ ngon ăn như pha bóng mà chúng tôi nhắc tới bên trên. Đó là lựa chọn của Rashford trước áp lực và sự chỉ trích, hay là bằng chứng cho thấy tiến sĩ đang bị tâm lý nặng, tùy quan điểm mỗi người. Nhưng sự thật là một Rashford bùng nổ với những màn ăn mừng bàn thắng kiểu suy nghĩ trong anh mùa trước đang không hiện diện ở thời điểm hiện tại. Và nếu cần lấy một ví dụ để Rashford có thể nhìn vào, soi mình mà lấy lại sự tự tin thì đó chính là đồng đội mới của anh Rasmus Højlund. Không chỉ bởi Højlund là tác giả của cả hai bàn thắng trong trận thua Galatasaray mà còn vì sự tự tin, thái độ không biết sợ của chàng trai trẻ này trong cách anh thi đấu và chiến đấu. Hình ảnh Højlund lao đi như một cơn lốc ở nách trái, vượt qua hai cầu thủ Galatasaray, trước khi tung ra pha dứt điểm trích mũi giày tinh tế đánh bại thủ môn kỳ cựu Muslera trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United ở phút 67, chẳng phải có điều gì đó rất quen thuộc hay sao? Bởi đó cũng gần như tương tự hình ảnh của Rashford trong những màn trình diễn siêu hạng của anh mùa trước, đi bóng tốc độ, với tính xuyên phá mạnh mẽ và dứt điểm chuẩn xác khi ở thế đối mặt với thủ môn đối phương. Trước Galatasaray, chúng ta thấy một Højlund chơi thứ bóng đá đầy thanh xuân. Chàng trai này có hai cơ hội dứt điểm cầu môn 2 lần và ghi 2 bàn. Cậu có 4 nỗ lực đi bóng qua người và thành công 3 lần. Cậu cũng không ngần ngại ném mình vào các cuộc tranh chấp khi thắng đối đầu tay đôi trên mặt đất 4 lần và thắng không chiến 2 lần. Vào tháng 9, sau khi Man United chốt hạ thương vụ Højlund từ Atalanta với mức phí chuyển nhượng 72 triệu bảng, đắt thứ 6 lịch sử câu lạc bộ, người anh lớn của Højlund ở tuyển Đan Mạch, tiền vệ Christian Eriksen đã nói thế này: "Rasmus là kiểu cầu thủ như thế nào ư? Một số 9 mạnh mẽ, đó là điều đầu tiên tôi có thể nói về cậu ấy. Rasmus đã có những bước tiến lớn trong vài năm qua và đang bồi đắp và hoàn thiện để trở thành một trung phong có thể làm tốt mọi thứ." Huấn luyện viên của Højlund tại Stuttgart, ông Christian User cũng tin rằng cách tốt nhất để khai thác các phẩm chất của tiền đạo trẻ người Đan Mạch là tạo điều kiện tối đa để chàng trai này nhận bóng ở phía sau hàng thủ đối phương, nơi Højlund có thể tận dụng ưu thế về tốc độ và kỹ năng chạy chỗ để tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy có tốc độ nước rút tốt và có khả năng đưa ra quyết định nhanh trước mọi tình huống. Đó là những điểm mạnh lớn của Rasmus. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Galatasaray đặc tả tất cả những phẩm chất ấy của Højlund: tốc độ tuyệt vời, kỹ năng với bóng tuyệt vời và ra quyết định dứt điểm tuyệt vời. Nhưng bản thân Højlund thì lại thích bàn mở tỷ số ở phút 17 của mình hơn. "Marcus Rashford biết tôi có thể theo kịp tốc độ của anh ấy. Và khi tôi nhập box, tôi biết rằng Marcus sẽ cố gắng đưa trái bóng đến tầm dứt điểm của tôi. Tôi thích gọi đây là kiểu bàn thắng đặc trưng của Rasmus." Còn quá sớm để nói đó sẽ là những kiểu bàn thắng đặc trưng trong sự nghiệp của Højlund ở Man United. Nhưng các tình huống Højlund phá lưới Galatasaray là thứ mà chúng ta có thể chờ đợi trong cách mà Quỷ Đỏ hạ sát đối phương dựa trên những phẩm chất cụ thể của tiền đạo người Đan Mạch: một pha tấn công mạnh mẽ, trực diện, hung hãn, hoàn hảo về thời điểm, tiến thẳng về vòng cấm địa đối phương và ra quyết định nhanh chuẩn. Ngay cả trong lần sút tung lưới Muslera ở phút 59 mà Højlund bị thổi lỗi việt vị, chàng trai 20 tuổi này cũng cho thấy sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của một số 9, không chế bóng bước một hoàn hảo ở thế quay lưng, xoay người cực mượt loại bỏ hậu vệ theo sát mình trước khi tung ra một pha dứt điểm căng, mạnh và chuẩn. Đó là sự bình tĩnh mà chúng ta không tìm thấy ở Rashford những ngày này, nhưng đang hiện diện vô cùng rõ ràng ở Højlund. "Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những vị trí có giá trị cao và hôm nay, trước Galatasaray, tôi đã nhận được bóng ở những vị trí đó 3 lần nếu tính cả tình huống tôi bị thổi việt vị. Tôi biết mình được đưa về United là để giúp đội ghi bàn. Và tôi sẽ nỗ lực từng ngày, từng trận để làm tốt nhất công việc đó." Đây là lời Højlund sau trận Man United thua Galatasaray. Vẫn còn đó những sự thô sơ về Højlund và đây mới chỉ là bàn thắng thứ 2 và thứ 3 của anh trong 7 lần ra sân cho Man United. Højlund trên thực tế cũng chưa mở tài khoản bàn thắng ở Premier League, giải đấu mà Quỷ Đỏ đang có sự khởi đầu tồi tệ. Nhưng đó chắc chắn là những sự thô sơ, thú vị và đầy tiềm năng. Những nguyên liệu thô đó: tốc độ, sức mạnh, sự quyết liệt, lòng quyết tâm và bản năng ghi bàn chính là nền tảng để tạo nên một Højlund số 9 sát thủ nếu Man United Ten Hag tìm được một hệ thống ổn định để khai thác triệt để chàng trai này. Vấn đề duy nhất đáng quan ngại, một hệ thống ổn định là điều gần như không tồn tại ở United trong những năm tháng đã qua thời hậu Sir Alex Ferguson.